Hôm nay chúng ta sang bài kinh số 168. Tựa đề của bài kinh này là Tại sao có chiêm bao? Thì kính thưa đại chúng, xin hỏi đại chúng ở đây có ai mà chưa từng ngủ mơ, nằm mơ không? Giơ tay thì xem nào. Chắc không có ai đúng không? có ai. Ai cũng nằm mơ cả rồi, phải không? nhiều thì ít, phải Và thưa đại chúng, là Thầy thấy là không phải người ngủ mơ đâu con vật nó cũng ngủ mơ đấy. Hãy để ý mấy con chó chùa mình nuôi đó, nhiều khi thấy nó đang nằm ngủ mà tự nhiên nó, nó, nó ngẳng, nó rên lên hay nó giật mình, thổn thức. Thầy biết là con này đang nằm mơ, biết mơ chuyện gì. <laughs> con vật nó cũng nằm mơ đấy, đấy. Thế thì chúng ta biết là trong đời có lẽ là không mấy ai là không có những giấc mơ. Và wow. giấc mơ thì có những giấc mơ rất là vui an lành nhưng những có những giấc mơ gọi là ác mộng, à, tỉnh dậy là toát mà hôi hột và hoàng hốt tinh thần bàng hoàng, à, có khi trên giường làm mơ mà lăn lộn rơi cả xuống đất, à, chúng ta thấy ai cũng có những giấc mơ rồi mơ lành cũng có mơ dữ cũng có, à, à, mơ dữ cũng có, có những người có giấc mơ tỉnh dậy nuối tiếc, Nuối <laughs> tiếc giấc mơ đẹp quá hay quá vì đánh thức thì là tỉnh dậy là tiếc thế như vậy nói giấc mơ là cuộc đời ai cũng có và có thể nói là giấc mơ là một phần của cuộc đời chúng ta thưa đại chúng một ngày 24 tiếng ta ngủ sáu bảy tiếng sáu bảy tiếng này thì ta mơ mất khoảng hai ba tiếng và thường một đêm có khi chìm vào giấc mơ mấy tiếng thế thì chúng ta thấy giấc mơ cũng chiếm một thời lượng cũng khá nhiều trong cuộc đời chúng ta đấy chứ cho nên nói giấc mơ cũng là một phần của đời sống của chúng ta nếu cuộc đời chúng ta nhiều những giấc mơ đẹp thì thầy nghĩ mình sống cũng khỏe đấy thế còn ta toàn thấy ác mộng khủng khiếp tỉnh dậy là băng hoàng sợ hãi thì có lẽ là cuộc đời chúng ta cũng mệt mỏi bệnh hoạn à, đấy. cho nên từ xưa đến nay thì cũng có nhiều nhà họ nghiên cứu về giấc mơ tìm hiểu xem giấc mơ là gì cơ chế nào nó sinh ra cái giấc mơ của con người chúng ta không nghiên cứu con vật được nghiên cứu trong loài người mơ mộng là thế nào đấy. có những giấc mơ điềm báo hay không đấy. đấy rất nhiều thế thì kính thưa đại chúng cái việc mà giấc mơ này chúng ta ai cũng đã từng gặp có người mơ rồi dậy thì không nhớ gì nhưng có những giấc mơ tỉnh dậy ta nhớ như in à, nhớ nhất rõ từng chi tiết một như là thật vậy đó. thế và có thể nói là trong giấc mơ chúng ta cũng sống động ra phép chúng ta cũng sống chúng ta sống ở cái cuộc đời hiện thực này và chúng ta sống cả ở trong giấc mơ trong giấc mơ ta cũng có một sinh mạng ở trong đấy. Ta cũng đi lại ở trong giấc mơ, ta cũng có cuộc sống, cũng ăn uống trong giấc mơ, cũng đi chơi trong giấc mơ, cũng thụ hưởng trong giấc mơ, cũng buồn vui trong giấc mơ. chân nên giấc mơ nó cũng là, là một đời sống của chúng ta, không khác gì cả. Đấy. Cho nên nhiều nhà về sau tu hành thì họ cũng quán chiếu giấc mơ để lấy đó làm một cái chủ đề tu tập, tu tập, thưa đại chúng. Thế thì Loài người có giấc mơ mà Thầy nghĩ chư thiên, chư thần đều có giấc mơ. Cho đến kể cả những vị Bồ Tát cũng có giấc mơ. À, thì trong kinh thì có kể câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa trước khi mà đắc đạo thành Phật thì Ngài cũng có năm cái giấc mộng, năm giấc mộng. Ngài ngủ, Ngài thấy đấy, năm giấc mộng cái giấc mộng thứ nhất ấy là ngài chiêm bao ngài thấy ngài nằm đầu của ngài gối lên dãy himalaya tay phải thì đặt về biển tây tay trái gác về biển đông hai chân thì đạp về phía biển nam thân của ngài nằm lớn trên toàn cái, toàn cái địa cầu này như thế đấy là giấc mơ thứ nhất giấc mơ thứ hai là ngài này thấy là giữa rốn của ngài mọc lên một cái cây và cái cây nó lớn lên lớn lên và nó lên tít tận trên trời cây nó mọc cao tít tận trên trên trời Đấy. giấc mơ thứ ba là ngài làm mơ ngài thấy bốn phương có bốn cái đàn chim nó bay về mỗi đàn chim một màu sắc khác nhau mà màu đen màu xám màu vàng màu đỏ nó bay về phía ngài nhưng khi về đến, đến ngài nó đậu vào chân ngài thì tất cả đều biến thành một màu màu trắng một màu trắng giấc mơ thứ tư là ngài nằm mơ ngài thấy rất nhiều những con run màu trắng nó bò nó bò đầy lên bàn chân ngài và lên tận đầu gối ngài rất lạ và giấc mơ thứ năm thì ngài nằm mơ ngài thấy ngài đi trên cái đỉnh núi mà cái đỉnh núi ấy thì phía dưới cái, cái đỉnh núi đấy toàn những cái đồ rất là nhơ nhớp thế nhưng mà chân của ngài đặc biệt là không dính một chút cái nhơ nào không dính bẩn đấy năm cái giấc mơ của ngài Vì lúc ấy thì ngài cũng chưa giải ra được năm giấc mơ đấy sau khi mà ngài tu ngài đắc đạo rồi ấy, thì ngài mới biết năm cái giấc mơ đấy nó là cái điểm ngày cái giấc mơ thứ nhất ấy là nó giải ngày giải nó đó, đó là cái dấu hiệu báo hiệu ngài sẽ làm bậc thành tựu bậc vô thượng chính đẳng chính giác trên toàn các cõi cái giấc mơ mà ngài nằm thấy đầu mình gác lên dãy himalaya tay trái đặt vào biển biển đông tay phải đặt vào biển tây chân đặt về biển phía nam giấc mơ này là ngài là trở thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác vô thượng chính đẳng chính giác cái giấc mơ thứ hai ngài thấy cái cây nó mọc từ rốn của ngài leo leo lên trên đựng tận trời thì ngài biết đây là báo hiệu ngài là cái người sẽ tìm ra con đường giác ngộ giải thoát cho chúng sinh cho tất cả nhân thiên muôn loài ngài là con người tìm ra con đường duy nhất một con đường à, đấy là ngài tìm ra con đường giải thoát cho nhân thiên và muôn loài chúng sinh. Cái giấc mơ thứ ba là ngài thấy chim bốn phương bay về và về dưới chân ngài thì đều trở thành một màu trắng. Tức là nói là tất cả các giai cấp sẽ quy hướng ngài. Quy hướng ngài và trong tất cả các giai cấp đều sẽ có những người xuất gia tu hành với ngài và thành tựu giác ngộ. Đấy. Đấy. Ngài giải cái giấc mơ. Cái giấc mơ thứ tư, Ngài thấy những cái con run màu trắng nó, nó bò đầy lên, bám lên chân Ngài đến tận đầu gối. Thì Ngài nói là sau này là xuất hiện rất nhiều các vị cư sĩ. Cư sĩ là áo trắng mà. Chúng ta vẫn gọi cư sĩ là, là người áo trắng. Đấy. Những con run trắng là những người này sẽ hộ trì cho Phật Pháp, cho giáo Pháp của Ngài. Đấy. Tin kính giáo Pháp và hộ trì cho giáo Pháp. Và giấc mơ thứ năm là ngài đi trên cái đỉnh núi mà chân của ngài không bị dính bẩn tức là ngài sẽ nhận sự tôn kính của tất cả thế gian nhưng mà ngài không vướng mắc không dính vào tất cả những cái sự tôn kính ấy không bị những cái danh dự lợi ấy, nó vướng mắc vào đấy sau đó ngài khi ngài thành đạo ngài giải ra cái năm cái giấc mơ của ngài như vậy đấy là mà đấy là như vậy là trước khi ngài thành đạo ngài là bộ, gọi là bồ tát nhất sinh bổ sứ. Rồi. còn một kiếp nữa. kiếp này là kiếp cuối cùng thành phật ngài vẫn còn mơ nghe không thì hồ chúng ta làm sao mà không mơ Đấy. thế thì trong sử phật giáo thì cũng nói đến ngài an an ngài an an thì của ngài cũng có bảy cái giấc mơ cơ thưa đại chúng ngài an an có bảy giấc mơ mà trong đó thì ngài mơ thấy là chúng tăng thì lại lội ở dưới sông. Thế mà cư sĩ áo trắng thì lại đi trên cầu. Đấy, trong đó, trong bảy cái giấc mơ có cái giấc mơ này. Đấy, thế thì sau đó Phật mới giải nó. Tương lai thời mặt pháp là như thế. Chư tăng ấy lại là cái người mà lặn hụp trong cái biển dục và chìm đắm nếu không tu tập đấy, mà buông bỏ giới luật, còn cư sĩ người ta thành kính người ta lại đi lên trên cầu. Lại lên trên. Vậy đấy, thưa đại chúng. Thế rồi, ngày nằm mơ, trong bảy cái giấc mơ, cái giấc mơ là Ngài thấy con sư tử nó chết, con sư tử nó chết. Thì tất cả chim thú thì lại chạy xa hết. Nhưng mà một lúc sau thì thấy dòi bọ từ trong thân con sư tử nó rút ra, chui ra. Thế thì Phật cũng dạy là giáo pháp của Ngài thì ngoài đạo không thể phá, tức là những con muông thú đấy giống như ngoại đạo không thể phá được nhưng mà chính đệ tử của phật sẽ lại phá nát giáo pháp của phật đấy. mà có khi là họ chui vào hàng tăng sĩ phá nát giáo pháp của phật luôn đấy. giống như bây giờ có một số vị tuyên bố không có ngã quỷ không có cô hồn đấy. đấy tuyên bố đấy. mà là tăng sĩ đấy tức là không có luân hồi chết rồi là đầu thai ngay làm người đấy bây giờ là tuyên bố như thế bảo tôi không nhìn thấy cô hồn tôi không thấy cho nên là không có nếu thế thì cứ nói luôn là không nhìn thấy sóng điện từ cho nên là sóng điện từ không có Đó. cái máy điện thoại chúng ta gọi đấy là cái chuyện huyễn hoặc đấy thì tôi có nhìn thấy cái gì nó chạy vào đâu đấy Đây, chúng ta thấy thì Phật nói là cái, cái giấc mơ của ngài an an ấy là, là tiên triệu tương lai là giáo pháp của Phật sẽ bị phá ngay từ bên trong. Chính là đệ tử, trong đó có cả Phật tử và Chư Tăng chúng ta. Đấy, bảy à, cái giấc mơ của Ngài. Thưa đại chúng, hôm nay thì không có thời gian thể nói kỹ về cái giấc mơ của Ngài An An, bảy cái giấc mơ. Thưa đại chúng, thế vậy thì cái giấc mơ là một cái mà tất cả chúng ta phạm nhân ai cũng trải qua vào wow. có lẽ chỉ trừ bậc thánh a la hán và đức phật tránh đẳng tránh giác là không còn mơ mộng nữa thôi không còn giấc mơ còn tất cả chúng ta đều có giấc mơ đều có giấc mơ thế thì từ xưa đến giờ nhân loại cũng quan tâm đến giấc mơ lắm vì giấc mơ nó là một phần của đời sống nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta rất nhiều nếu ta gặp ác mộng thường xuyên ấy, thì ta rất mệt mỏi và trong kinh phật thì cũng nói thường nói đấy cái người sống như thế nào tạo ác nghiệp nhiều thì sẽ hay gặp ác mộng thức ngủ không an thức ngủ không an là gặp ác mộng nữa. đấy thế thì chúng ta làm sao để mình có một cái giấc mơ có một giấc ngủ an lành một giấc mơ đẹp bình an là cái việc cũng rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Cho nên là nhân loại thì cũng nghiên cứu. À, trong cái thế kỷ 19-20 thì cũng thế có rất nhiều các nhà khoa học họ nghiên cứu về giấc mơ. Đặc biệt nhất ấy là nhà tâm lý học, ông Simon Freud, ấy, ông là nhà tâm lý học cũng nổi tiếng. À, thì ông ấy cho rằng á, cái giấc mơ nó là sự lấp đầy những cái mong muốn hàng ngày của chúng ta trong khi chúng ta thức ban ngày chúng ta mong mỏi khao khát cái điều gì mà chúng ta chưa đáp ứng được chưa thỏa mãn được thì đến tối ta mơ ta lấp đầy cái đấy ta thỏa mãn cái đấy Nghe không? ông đưa ra một cái lý thuyết như đấy ông gọi đây là lý thuyết lấp đầy và chúng ta thấy cũng, cũng đúng không phải là, là sai À, gọi là gì thức làm sao thì chiêm bao làm vậy đấy à, khi ta sống ta mong mỏi ta khao khát ta ước muốn cái gì ta không đạt được thì thôi để đến, để đến tối ta vào giấc mơ ta làm và giàu mơ thì nó, nó làm nó dễ hơn trong giấc mơ làm thì nó tự do hơn à, trong giấc mơ thì nó không bị những cái, 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 cái rào cản ban ngày thì ví dụ mình làm cái điều phạm pháp thì không được nhưng mà tối ngủ mơ thì có khi phạm pháp được Nghe không? đấy, cho nên cái giấc mơ nó là những cái như cái như thế. Tất nhiên cũng có những cái giấc mơ là mình cũng sợ công an, thấy công an mình chạy vì trong mơ đua xe nhìn thấy công an cũng chạy, Thì đấy cũng vẫn là có vẫn có có luật pháp ở trong giấc mơ yeah nhưng mà trong giấc mơ thì cái tính tự do của nó nhiều hơn vì lúc ấy chỉ có ta và cái cảnh giới của riêng ta thôi nó không có cái tương tác hiện thực thế này cho nên ông Phật ông mới nói là như vậy Nghe không? giấc mơ là biểu hiện cái sự lấp đầy những mong muốn hàng ngày khi chúng ta thức đấy khao khát cái gì mong muốn cái gì Nghe không? chưa thỏa mãn được thì đè đến giấc mơ nó điền đầy vào nó bù cho chúng ta nghèo vậy cho nên nếu không có giấc mơ thì cuộc sống kẻ thì cũng buồn đúng không có giấc mơ nó cũng làm cho chúng ta vơi bớt ấy. Nhưng có những chàng trai mà yêu tha thiết cô gái không lấy được thì trong mơ thì làm mơ lấy được cô ấy như thế Nghe cưới được cô ấy nên đấy cũng là những cái cái này thì nhà tâm lý học họ họ đưa ra cái lý thuyết gọi là giấc mơ là cái sự lấp đầy những mong muốn những khao khát thế rồi lại có một cái trường phái thì họ cho là cái trường phái nó gọi là cái thuyết quên và nhớ họ cho rằng giấc mơ là biểu hiện của hai cái trạng thái quên và nhớ thứ nhất ấy là cái trạng thái quên ấy, tức là mơ là để cho nó xóa nó quên đi tất cả những cái liên kết với thực tại hàng ngày wow. đấy gọi là quên ví dụ hàng ngày chúng ta mỏi mệt với công việc quá thì vào giấc mơ ta mơ thấy một cái gì đấy nó giải thoát khỏi công việc ấy Nghe không? giải thoát được công việc ấy, nó quên đi những cái việc ấy và nó cũng làm chống giống như chống cái bộ não của chúng ta để còn có chỗ để cho những cái thông tin khác vào. đấy là quên cái cái thuyết gọi là thuyết quên. thế rồi cái thuyết gọi là thuyết nhớ. thế thì hàng ngày chúng ta làm cái gì thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều nó in vào trong đầu thì đến tối là làm mơ là thấy cái đó. ví dụ mấy cô nhân viên của ngân hàng suốt ngày đếm tiền tối là nằm ngủ thấy tiền bay là tả hết cả tức là cái việc hàng ngày mình làm nó quen nó in vào trong tâm đấy gọi là cái thuyết nhớ rồi có cái có một cái thuyết nữa nó gọi là cái giấc mơ nó là cái sự tiến triển của từ loài vật lên các con vật nó có cái trạng thái gọi là già chết để khi mà nó chạy chạy trốn đó. khi mà bị 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 đối phương nó đến nó chuẩn bị nó giết hại ví dụ như con rắn nó chuẩn bị nó đi nó nó bắt con nó... ngoé, thì con ngoé khi nằm giả chết Đấy. nó nằm bất động luôn như chết rồi Đấy. hay là cũng có những cái con mà nó giả chết rất khéo không? giả chết nhưng mà hoàn toàn tỉnh táo thế thì người ta nói cái giấc mơ của chúng ta cũng là một cái dạng tiến hóa từ cái việc giả chết của con vật mà lên cái học thuyết này học thuyết tiến hóa nó nói chúng ta cũng từ những loài vật tiến hóa lên. Cho nên chúng ta trong cái cơ chế của mình nó vẫn còn cái cơ chế giả chết để bảo vệ. Thế thì cái việc ngủ của chúng ta cũng như chết thôi. Còn khi trong mơ thì là ta vẫn biết. Vậy thì ngủ với trong ngủ lại có mơ, trong mơ như thế thì chúng ta là tỉnh hay là không tỉnh? Vì trong mơ rõ ràng ta biết mà. Trong mơ ta vẫn ứng xử, ta vẫn nói cười, ta vẫn đi lại, vẫn tính toán. Thế thì lúc ấy là tỉnh, mà lại thực ra là ngủ. À, đây, chúng ta thấy chúng ta thấy nó phức tạp không? Nói cái chuyện giấc mơ nó khá phức tạp. Ta thì nằm ngủ, nhưng mà lại mơ. Mà trong mơ thì ta lại tỉnh. Mơ mà ta vẫn trong mơ thì ta vẫn phải đi, phải lại, phải giao tiếp. Phải gặp cảnh này, gặp cảnh kia. Gặp con hổ đuổi, vẫn sợ, vẫn chạy. Đó. À, đó, gặp thấy vàng người ta đánh rơi trong mơ khi cũng vẫn đến nhặt đó thế thì là ta vẫn tỉnh chứ thế thì lúc ấy là tỉnh hay là mơ đấy nó là cả vấn đề thế thì đây cái thuyết này họ đưa ra đây là cái giấc mơ này nó cũng là một cái trạng thái tiến hóa của cái cơ chế giả chết của, của loài vật mà con người chúng ta tiếp thu nên đấy thưa đại chúng chúng ta thấy đấy đối với giới nghiên cứu bây giờ thì họ nghĩ về giấc mơ họ nhận định về giấc mơ là như vậy. Vậy thì còn trong Phật giáo chúng ta thì thế nào đây? Cái nhìn của Phật giáo chúng ta biết chắc chắn nó phải đầy đủ, phải toàn diện, phải thấu đáo, triệt để. Vậy thì Phật giáo chúng ta hiểu giấc mơ như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng vào cái bài kinh này. Khi bây giờ thì vua Mê Lan Đà mới thắc mắc với tỳ Kheo Na Tiên thế này. Thưa Đại Đức, hôm nay chúng ta bàn về giấc mộng nhé. Tại sao có người mộng lành, có người mộng dữ? Tại sao có người chiêm bao thấy cảnh người hay vụ việc đã có từ trước, có người lại chiêm bao thấy cảnh người hay vụ việc chưa hề có? Lại có người nằm thấy chuyện hạnh phúc, vui tươi, có người mộng thấy chuyện sợ hãi khiếp đảm. Lại có người thấy một việc mình đã làm, người khác lại thấy việc mình chưa hề làm. Rồi lại còn mộng thấy gần thấy xa, có kẻ lại thấy được chuyện đâu như hằng ức kiếp trước tất cả các loại chiêm bao ấy nguyên cớ do đâu hả đại đức đấy chúng ta thấy ông vua này ông quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực nghe không? đời sống xã hội con người quan tâm rất nhiều thì kheo na tiên nói tâu đại vương tất cả các loại chiêm bao ấy đều do từ những lý do sau đây đây chúng ta xem na tiên đưa ra những cái lý do thì kính thưa đại chúng ạ à, ở đây thầy phân tích để các phần tử thấy theo đạo Phật chúng ta, con người chúng ta thì gồm có thân và tâm, đúng không? Hai phần thân và tâm, hay gọi là danh và sắc. Đã, sắc tức là thân, danh tức là tâm. Mà cái phần danh ấy hay là tâm này này thì lại gồm có bốn thành tố là thọ, tưởng, hành và thức. Chân mình gọi là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp với nhau gọi là là con người chúng ta. Thế thì giấc mộng nó đến từ đâu? Nó phải đến từ hai cái nguồn này thôi, từ thân hoặc từ tâm thôi. Nghe không? Hai nguồn này. Đấy. Thầy phân tích cái này trước rồi để chúng ta vào cái, cái lời của Tỳ Kheo Na Tiên. Từ thân nó cũng khiến chúng ta có mộng. Thân của chúng ta thì kết hợp bởi tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Bốn cái thành tố này mà nó bất ổn à, wow. nó sinh chuyện thì nó tác động vào tâm khiến biến thành những giấc mơ Nghe à? Thế cho nên nếu chúng ta thân mà có bệnh sắp có bệnh cái ý thức chúng ta nó chưa nhận thức được nhưng mà cái phần cái bệnh đấy nó đã tác động vào vào tâm thức chúng ta cái phần rất sâu xa biến thành cái giấc mơ Nghe à? cho nên gọi là những giấc mơ báo bệnh đấy báo hiệu bệnh tật báo hiệu bệnh tật chứ không phải không đấy, đấy là thân nó tác động đấy. đất nước gió lửa đấy. ví dụ cái người mà nước mà nó thịnh mà sắp sửa bệnh phù thũng á thì có khi nằm mộng là thấy mình thường hay bị hay bị đuối nước hay bị chìm ở trong nước lặn lội trong nước đấy. cái người mà hỏa đại nó thịnh thì hay thấy mình bị vào những cái chỗ lò than những chỗ nóng nảy wow. hay bị phơi nắng vì thế nó khiến lên để chúng ta mới thấy là giữa thân nó tác động vào tâm cái người mà phong đại nó thịnh thì thấy mình bay lên vào đấy mình bay lên đấy cái này trong kinh lăng nghiêm có nói cái người địa đại mà thịnh chẳng hạn thì thấy mình hay bị đè nén giống như mình bị đá người ta đè chẳng hạn nằm mơ thấy thế đấy để chúng ta mới thấy là thân nhá, tác động vào tâm mà khiến nó biến thành những cái giấc mơ à, giấc mơ báo hiệu cho chúng ta. đấy là cái nguồn thứ nhất. Cái nguồn thứ hai là từ tâm. Thì cả thọ tưởng hành thức nó đều có thể sinh ra giấc mơ cho chúng ta, đều có thể sinh giấc mơ chúng ta. Đang ngủ thế này mà có cái cảm thọ này nó đến là nó biến thành giấc mơ. Ở đây Thầy lấy ví dụ cái này phân tích rất là cụ thể các Phật tử. Thấy ví dụ mình ngủ trên giường mà mót buồn tiểu chẳng hạn, Phải không? cái bàng quang nó đầy nước tiểu, à, nó khiến nó nó căng lên thế là buồn đi tiểu, thì lập tức xuất hiện giấc mơ là đang đi trên xe mà tự nhiên buồn tiểu, mà tìm không chỗ nào mà đi được, nghe, không? đấy, không đi tiểu được, xuống xe rồi đi tìm thì vào chỗ nào cũng thấy nhà vệ sinh có đầy người không đi tiểu được, nghe không? đấy, đấy, các phần tử kiểm chứng mà xem, thế nhưng hóa ra mình bị cái cảm thọ của cái nước tiểu nó chèn ép đấy. cho nên sinh ra cái giấc mơ đi đường mà lại buồn tiểu mà không đi tiểu được vì mình nằm trên giường có đi được đâu cho nên là nó sinh ra như vậy đấy đấy là chúng thấy đấy là những cái cảm thọ hay, hay còn tất cả những cái cảm thọ khác đấy. một cái lạc thọ nó xuất hiện thì tự nhiên mình biến ra một cái giấc mơ để thọ hưởng cái lạc thọ đấy chúng thấy đấy là thầy nói về thọ Thế rồi tư tưởng mình khao khát mình mong muốn cái gì cái đấy cũng có thể biến thành giấc mơ đấy. rồi tư duy mình nhớ nghĩ cái gì thường xuyên cái đấy cũng biến thành giấc mơ đấy. và cái nữa là cái này là cái mà mà lát nữa thì na tiên Tỳ kheo sẽ nói đó là trong cái thức của mình ấy cái tạng thức của mình nó chất chứa những chủng tử sắp sửa hiện hành ra sự thực thì nó cũng biến thành giấc mơ cho chúng ta. Đấy. Một cái nguồn nữa là nguồn từ chư thiên quỷ thần, tức là từ thế giới vô hình, người ta tác động đến chúng ta, tác động vào tâm thức của chúng ta, nó cũng biến thành giấc mơ. Đấy. Thế giờ chúng ta nghe xem Na Tiên nói thế nào. Na Tiên mới nói thế này, thưa Đại Vương, có những lý do như sau đây. Thứ nhất là do chất gió phong đại trong cơ thể giấy động thứ hai là do mật tác động thứ ba do đờm tác động thứ tư do bệnh nóng hay lạnh tác động Đấy, thì bốn cái này á, như lúc nãy thầy nói thuộc về về tứ đại đất nước gió nửa à, nơi thân chúng ta nó mất quân bằng nó chống đối nhau khiến cho chúng ta thành thân bệnh và nó biến thành giấc mơ cho chúng ta thì ở đây na tiên nói là do phong này do mật này do đờm này do hàn do nhiệt tác động nói chung quy lại là cái thân tứ đại này tác động khiến chúng ta sinh ra giấc mơ thứ năm là do chư thiên quỷ thần hay ma tác động vào đấy na tiên nói là do chư thiên do quỷ thần do ma tác động vào như vậy là chư thiên, quỷ thần hay ma, cái thế giới vô hình này họ có thể tác động vào tâm thức chúng ta, biến thành giấc mơ. Yeah. Đấy. Thì chúng ta biết vậy thì cái tư tưởng gọi là cái phần tinh thần của chúng ta đấy, nó cũng giống như là cái sóng điện đấy. Cái sóng điện đấy nó hoàn toàn có thể giao thoa với các cái sóng khác và có thể bị nhiễu bởi các sóng khác. Đại chúng hiểu không? Chúng ta có giao thoa hoặc có thể bị nhiễu. Thế thì các vị chư thiên quỷ thần này ma quỷ này họ cũng có thể dùng năng lực tinh thần của họ tác động đến tinh thần của chúng ta Nghe không? và khi giao thoa với nhau nó biến thành những cái giấc mơ biến thành giấc mơ đấy đại chúng nhớ nhé nó biến thành giấc mơ ừ. thì là cái đây làm cái yếu tố ngoại lai tác động vào và cái thứ sáu là những chủng tử có sẵn trong tâm do mình đã tạo tác từ quá khứ. Chính là cái mà Thầy gọi là thức đấy. Trong cái uẩn thứ năm của mình là thức, ấy, thức uẩn, nó chứa những chủng tử từ, từ quá khứ mình đã gieo, bây giờ nó chuẩn bị hiện hành ra. Để cuộc đời của chúng ta là cái sự hiện hành liên tục, nghiệp trổ, nghiệp thức trổ ra liên tục nghề nghiệp thức trổ liên tục thế này chúng cái, cái chuyện nghiệp thức trổ này nó, nó là cái việc mà chúng ta bất khả tư nghi đấy ví dụ cái người này đã gieo một cái ác nghiệp kiếp trước là đập đầu một con bò wow. ví dụ thế đấy là cái, cái hạt giống ác đã gieo vào trong tâm thức thì kiếp này cái đấy trở thành chủng tử nó chuẩn bị hiện hành wow. Đấy, chuẩn bị hiện hành. Nó đợi đến năm ông này 49 tuổi bắt đầu nó trổ ra. Nó trổ ra một cái thì nó sẽ sắp xếp cho ông này thế nào? Nghe không? Nó sẽ sắp xếp, ông sẽ đi vào cái ngày giờ ấy, sẽ gặp cái xe ấy và ông gặp tai nạn. Nó sắp xếp đấy, nghiệp nó sắp xếp đấy. Thế nhưng mà cái trùng tử này ấy, có trường hợp khi mà nó chuẩn bị hiện hành, nó trổ ra thì cái tâm thức, gọi là cái ý thức của mình nó phát hiện được cho nên nó biến thành cái giấc mộng. Mình nằm mơ thấy cái chuyện này và một thời gian sau nó xảy ra đúng như thế. Nghe không? Thế đây gọi là trùng tử, nó sắp hiện hành. Đấy. Từ trong tạng thức, nó sắp sửa lưu xuất hiện hành ra, nó biến thành cái nghiệp quả mình phải trả đây này, nó trở thành cái quả mình phải trả. Thế nhưng mà cái, cái ý thức của mình nó lại nhận biết được cái này khi chúng ta ngủ, chúng ta mơ, nó nhận thức được. Nghe không? À, cũng giống như là chúng ta được xem trước cái, cái cuộn phim này này, mình xem trước nó sắp sửa chiếu lên trên màn hình cái đoạn này rồi, được biết trước, cái cuộn phim ấy cũng ở trong đầu mình thôi, ở trong tâm mình thôi, mình gọi là đây trong tạng thức của mình đấy. đấy thì na tiên nói là những cái chủng tử có sẵn trong tâm mình đã tạo tác từ quá khứ, nó sắp hiện hành ra thì nó, nó qua giấc mơ, chúng ta nhận thức được nó và Quả thật, thời gian sau nó hiện hiện ra, nó biểu hiện ra đúng sự việc như vậy. Nên có nhiều người anh bạch thầy, sao con nằm mơ mà thời gian sau con thấy nó xảy ra đúng như thế luôn, ngủ mơ thấy chuyện ấy và xảy ra đúng như vậy luôn. Đấy là trùng tứ ra hiện hành đấy. Đấy thế này chúng. Nói trong cuộc đời chúng ta cũng giống như cuộn phim ấy, chiếu lên. Nghe không? Cái bộ phim này được coi như là các diễn viên đóng trước đó rồi đóng hay đóng dở thì nó chiếu lên ra bộ phim hay dở nghe không? thế vậy đó. cho nên cuộc đời hiện nay chúng ta là phản ánh những cái việc chúng ta đã làm trong quá khứ nghe hiện tại là phản ánh những cái đã làm trong quá khứ đấy là nhân duyên nghiệp quả nghe không? rõ ràng như vậy đó. trong sáu nguyên nhân kể trên chỉ có nguyên nhân thứ sáu là thật chiêm bao do nhân thứ sáu này tác động là chiêm bao có thật Ngoài ra, các giấc chiêm bao do những nguyên nhân khác đều không thật. Ý Na Tiên muốn nói là cái chiêm bao thứ sáu này này, nó là trùng tử thật của chúng ta, nó sẽ biến ra hiện thực. Đấy, cái đấy là sẽ thành hiện thực đấy. Thế còn những cái giấc chiêm bao mà do quỷ thần chư thiên họ tác động, cũng có cái thì đúng, có cái thì sai. Ví dụ chư thiên có những cái họ tác động, họ mách bảo cho mình. Nếu họ hộ trì cho mình, họ mách bảo trước cho mình thì mình có thể mình thấy sự việc nó đúng thế nhưng quỷ thần có khi nó ác hại mình ấy, nó báo cho mình những cái rất là vớ vẩn nghe không? đấy cũng nhiều người phật tử chúng ta đi ngủ mà làm mơ rồi nghe thấy tiếng này tiếng kia nói cuối cùng toàn là liên thiên đấy nghe những cái tiếng liên thiên rồi cuối cùng là đi là bị, bị lạc vào những cái rất là sai lầm nghe không? đấy thì cho nên ở đây thì na tiên thì nói là nếu mà cái giấc mơ mà do cái chủng tử quá khứ đã tạo tác bây giờ nó trổ thành quả đấy nó là sự thật cái mơ đấy gọi là giấc mơ mà nó là sự thật đấy thì ông vua minh đà ông thắc mắc vậy ý đại đức muốn nói là chiêm bao có thật này do cảnh vật người hay sự việc mình đã tạo từ trước hiện tồn trong dòng tâm thức hữu phần hay sao thì na tiên nói đúng thế đúng là nó được tàng trữ trong hữu phần tâm tuy nhiên nói tâm tạo ra nó là không đúng mà nói nó tự hiện ra cũng không phải tức là những cái việc mình đã làm trong quá khứ nó đều được lưu trữ ở trong cái tạng thức của mình ở đây thì phật giáo nguyên thủy gọi là cái hiếu phần tâm hay gọi là tâm hộ kiếp tức là nó là cái tâm gốc tâm căn bản nó là cái tâm duy trì mạng sống của chúng sinh cái, cái, cái tâm đấy à, phật giáo nguyên thủy họ nghiên cứu thì tâm có rất nhiều cái loại cái này gọi là hiếu phần tâm hay gọi là tâm hộ kiếp Đâm hộ kiếp bảo vệ nó giữ duy trì sự sống của chúng ta Đấy. chúng ta thấy ví dụ khi mà chúng ta sống động thế này này cái ý thức của chúng ta nó rất là minh bạch rõ ràng xử lý mọi việc thế nhưng mà khi chúng ta ngủ say không biết gì cũng không mộng mơ gì thì lúc ấy mình là chết hay là sống không mộng không biết gì luôn ngủ say gọi là say như chết luôn lúc ấy là ta sống hay chết cái gì duy trì cái sự sống của mình đấy là cái tâm này gọi là cái tâm hộ kiếp này này, cái tâm hữu phần tâm này này, gọi là cái tâm hộ kiếp nó là cái duy trì mạng sống của chúng ta, nó giữ gìn mạng sống chúng ta, đấy nó ngầm ngầm nó lưu chuyển nó nó, nó duy trì mạng sống, đó, thưa đại chúng. thế thì ông vương bảo là đã bắt đầu hơi khó hiểu rồi đấy, <laughs> ông vương khó hiểu, na tiên mới nói không khó hiểu đâu thưa đại vương ví như cái hình và bóng ở trong gương nói cái gương tạo ra bóng là không được mà nói bóng tự hiện ra cũng không được à, tuy nhiên muốn có bóng thì phải có hình hình soi vào gương mới có bóng trước đây chúng ta làm một việc gì đó là hình việc đó lưu bóng ở trong tâm đó là gương chiêm bao chính là thấy lại cái bóng ấy trong gương đơn giản như vậy na tiên giải thích đơn giản cho vua milan đà giống như cái bóng và cái cái gương nói cái gương với cái bóng ở trong gương bảo là gương tạo ra bóng thì không đúng nếu không có hình thì làm sao mà có bóng mà bảo là bóng à, tự có cũng không đúng ai bảo cái hình tự tạo ra bóng cũng không đó nếu không có gương thì cũng không có hình nghe nào nó phải là tương tác tương hỗ với nhau có hình và có gương thì mới có bóng có người mà không có gương cũng không có bóng của mình trong gương hai cái nó phải phải tương tác với nhau À, đấy thế thì ở đây cũng thế na tiên nói là con người chúng ta làm sự việc gì đó tạo một cái nghiệp nào đó thì cái nghiệp đó được lưu trữ ở trong tàng thức và cái này sau đó nó sẽ hiện hiện ra trổ ra thành quả cho chúng ta đấy chúng ta thụ cái quả đó thụ cái quả đó ông vương nói chấm hiểu rồi nhưng có khi nào người nằm mộng thấy chiêm bao này là tốt chiêm bao kia là xấu không hả đại đức ông tỳ kheo na tiên nói người chiêm bao không thể biết chiêm bao ấy xấu hay tốt, có thể kể lại chiêm bao ấy cho những người đoán mộng nghe họ có thể biết được. nó ví như những nốt ruồi đen hay đỏ ở trong cơ thể, chúng ta không thể biết được chúng mọc ở chỗ nào là tốt là xấu, chỗ nào có tiền tài, chỗ nào nghèo khổ, chỗ nào họ họa hại, chỗ nào may mắn. chỉ có những ông thầy tướng pháp mới có thể biết được điều đó, Tô Đại Vương. tất nhiên thì Na Tiên nói thế, nó cũng chưa phải hoàn toàn phải không? Đấy cũng có những người mơ xong là biết giấc mơ này thế nào à ý ở đây na tiên muốn nói là khi chúng ta đang mơ thì chúng ta không biết nó là tốt hay xấu Nghe không? nhưng tỉnh dậy rồi mà nhớ mà khéo thì cũng có thể có thể biết được Nghe không? cũng giống như là cái nốt ruồi đây nói cái nốt ruồi vào nốt ruồi ở thân thể chúng ta vào bây giờ có những người nó xem tướng nốt ruồi nốt ruồi ở đâu vào nốt ruồi ở mép bảo là tham ăn nốt ruồi ở chỗ nọ chỗ kia ví dụ thế Nghe À, cổ là có tiền có của ví dụ thế thế nhưng mà cái này nó phải là kinh nghiệm đúc rút và qua thời gian à, và thật sự thì tướng của con người nó cũng thể hiện cái, cái nhân quả của người đó và chúng ta như thế nào là nghiệp quả của ta như vậy đấy nó hiện ra thành tướng cho nên đức phật của chúng ta thì mới có 32 cái tướng tốt à? cho nên ngài là tướng của bậc đại trượng phu à, của Ngài, cái tướng gì nó cũng tốt đẹp, viên mãn. Thế còn chúng ta thì không có được cái tướng đấy. Và cái chuyển tướng nó không phải sai, nhưng tướng nó là cái đi sau. Đại chúng rõ chưa nào? Tướng là cái đi sau, là cái kết quả. Và chúng ta tu tập thì có thể chuyển tướng được. Gọi là tâm sinh, tâm sinh tướng, tướng tòng tâm diệt, tướng tùy tâm sinh. Nghe không? Tâm mình mà chuyển thì cái tướng ấy nó sẽ chuyển, nó sẽ diệt cái tướng, tướng ấy đi mà tâm mình sinh ra tâm mới thì cái tướng mới nó lại sinh ra nghe không? đấy cho nên là tướng là tòng theo tâm Đó. xem cái tướng là để biết cái, cái tâm quá khứ mình thôi chứ không phải cái tướng này nó nói được cái tương lai của người ta đâu nếu người ta đang tu tập đang chuyển hóa thì không thể dùng tướng này để đánh giá con người ấy nghe không? có những người trông tướng rất xấu xấu nhưng mà người ta lại, lại đang rất tốt người ta đang tu chuyển còn có người tướng trông rất tốt, rất đẹp nhưng mà lại đang xấu đấy, đang chuẩn bị xá đọa đấy. Nghe không? Đó. Thế nên chúng ta thấy Đạo Phật mình thấy rõ cái sự rất là biện chứng chứ không phải là cái chuyện bình thường. Thế thì ông vua mới nói, Vậy lúc chiêm bao người ấy ngủ hay thức ở Đại Đức? Na Tiên mới đáp, ngủ hay thức đều không thể chiêm bao. Nói rõ hơn, ngủ say quá hoặc tỉnh táo quá đều không thể chiêm bao chỉ khi nào nửa tỉnh nửa mê nghĩa là ngủ mà không say đắm tỉnh nhưng mà mơ màng chính là ở giữa trạng thái ấy chiêm bao mới xuất hiện ở đây tiên đi sâu vào về cái cơ chế hình thành giấc mơ nó xuất hiện ở cái lúc mà nửa tỉnh nửa nửa mê lúc chúng ta mới đi ngủ thì chưa mơ và chúng ta khi ngủ sâu say giấc rồi thì cũng không mơ nó đúng là ở cái đoạn mà chúng ta nửa tỉnh nửa mơ không. À khi ngủ say rồi thì không mơ nữa Đó. nói có tính giáo nghĩa kinh điển thì khi ngủ say ngủ thật ngon tất cả lục căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý đều đóng cửa hoàn toàn không hay biết gì về lục trần chúng ta biết về giấc mơ là ý thức đấy ý thức nó mới nhận thức được mình mơ nghe không Đó. giống như chúng ta còn tỉnh táo này ta mới biết được người này người kia mình đang nghe pháp nghe thầy nói gì đấy là cái ý thức nó nhận biết. Thế thì trong mơ mà nếu mà ý thức mà vắng bóng thì không thấy mơ. Và cho nên ý thức vẫn phải còn, vẫn phải còn. Cho nên ở đây Na Tiêm nói nếu ngủ say mà cả sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều đóng cửa hết rồi thì là không hay biết gì về lục trần cho nên không có mơ. Lúc ấy chỉ còn duy trì sự sống qua sự trôi chảy của tâm hữu phần tức là cái tâm mà gọi là tâm hộ kiếp đấy lúc ấy ta ngủ say rồi là cái tâm hộ kiếp đấy nó duy nhất cái tâm này nó hoạt động thôi ý thức lúc ấy cũng chìm vào cái tâm hữu phần này nên hoàn toàn không hay biết gì cả lúc này không thể chiêm bao được đấy cái ý thức của chúng ta nó chìm nó lặn vào mà nếu mà trong duy thức học thì cái ý thức này nó lặn vào mặt na thức chìm vào trong mặt na thức vào tạng thức nữa đấy, thế còn khoa học bây giờ thì họ gọi là vào vô thức khoa học thì họ nghiên cứu giờ nói là con người ta có ý thức này rồi có tiềm thức này rồi có vô thức này đấy. thế thì ở đây người, thì theo na tiên nói là lúc ấy là ý thức nó chìm vào trong cái, cái hữu phần tâm tức là vào trong cái thể của nó rồi nó lặn vào trong đấy ý thức nó không mọc lên thì không nhận thức được cái gì cả cho nên không có mơ lúc ấy không mơ còn khi ngủ mà giấc ngủ chưa sâu, chưa ngon thì ý thức lúc ấy vẫn chưa chìm hẳn vào trong hữu phần tâm nên nửa tỉnh, nửa mê. Ngũ căn lúc ấy đều bị thế giới ngũ trần tác động mạnh. Họ có thể tỉnh lại hoặc có thể nhận biết chính đấy là thế giới mà chiêm bao hiện hữu. Nghe không? Khi mình nửa tỉnh, nửa mê, lúc ấy là lúc chiêm bao xuất hiện. À, nửa tỉnh, nửa mê, chiêm bao xuất hiện ông vua mà ở đại đức có thể cho ví dụ chăng na tiên mới nói trở lại cái gương soi hồi nãy nếu cái gương để ở chỗ tối thì có thể thấy bóng một cách dễ dàng không hở đại vương bây giờ chúng ta soi gương mà soi trong bóng đêm thì có thấy cái gì ông đại chúng không đúng không cũng thế ý thức của mình mà nó lặn mất rồi nó chìm vào trong cái, cái hữu phần tâm cái tạng tâm rồi nó lặn đi rồi không thấy gì nữa ừ. Thì ông Vua nói là không thể thấy gì. Thế còn khi ý thức chìm vào dòng hữu phần tâm như chìm hoàn toàn vào bóng tối thì ta không thấy bóng, chiêm bao cũng không xuất hiện như thế. Cũng như có phần đất trên quả địa cầu này, mặt trời không dọi đến được, giấc ngủ sâu, không hay biết gì, không thấy gì cũng như thế. Nghe không? Thế thì ông Vua ông hỏi vậy những ai có được những giấc ngủ sâu như thế này ở Đại Đức? Thì Na Tiên mới nói những người vô tâm, vô tư, người mà thế giới ý thức ít làm việc thường có được giấc ngủ sâu này à, ngủ sâu. Ngoài ra những người có thiền định hoặc các bậc thánh nhân thường có giấc ngủ ngon lành như thế. Có hai cái hạng, một là cái hạng mà vô tâm chẳng suy nghĩ gì ăn no ngủ kỹ thì cái loại này cũng ngủ sâu nghe không ngủ sâu. Và thứ hai hạng thứ hai là những hạng tu hành có thiền định và các bậc thánh nhân thì cũng thường có những cái giấc ngủ rất là ngon rất sâu nhưng mà cái giấc ngủ của bậc thánh thì nó khác với của kẻ phàm kẻ phàm phu ăn no ngủ kỹ Nghe không? các bậc thánh mà ngủ thì rất tỉnh tỉnh ngủ mà tỉnh thấy mới lạ chứ đấy giống như đức phật vậy đấy đức phật cũng gọi là ngài đi ngủ nhưng mà ngủ gì mà ngài vẫn tỉnh ngài biết hết đấy thưa đại chúng đấy mới lạ thế thì ông vua lại hỏi thế còn trạng thái tâm nửa tỉnh nửa mê nghĩa là đang còn mơ mơ màng màng tại sao chiêm bao lại xuất hiện lúc ấy na tiên nói tâu đại vương khi đó người ấy không còn ghi nhận rõ những hình ảnh thực của ngoại trần nói cách khác nó hiện ra nửa thực nửa hư mà đa phần hư nhiều hơn thực chính trong lúc ấy những điều được lưu giữ trong ký ức tiền kiếp hoặc được lưu giữ từ quá khứ lại hiện ra cộng với hình ảnh hư thực trong hiện tại chúng tương tác trộn lẫn mà làm nên giấc chiêm bao. Như vậy chúng ta mới thấy cái giấc chiêm bao của chúng ta nó rất là phức tạp. nào là từ thân, nào là từ thọ, nào là từ tưởng, từ hành, từ thức đều tác động để biến vào thành thành giấc mơ. Cho đến quỷ ma chư thiên thần linh cũng tác động vào biến thành giấc mơ. Vậy thì chúng ta thấy cái phần tâm thức của chúng ta đấy nó đúng như là một cái không gian từ trường. Nào, đấy thế mà nó có thể hứng chịu rất nhiều các cái sóng tác động đến có thể là cộng hưởng có thể là giao thoa hoặc triệt tiêu nhau và đấy giấc mơ nó biến hiện trong lúc đó thì chúng ta xem cái màn hình tivi của mình thế nghe không màn hình tivi mà bị nhiễu sóng á đâu thế lúc thì nó lại chập một cái lại sang cái cái kênh này lúc lại chập cái sang kênh kia đó, nó như vậy đó thì cái màn hình ý thức của chúng ta, cái giấc mơ của chúng ta nó xuất hiện cũng giống như vậy đấy. Thời đại bây giờ có cái, có cái màn hình tivi là chúng ta dễ hiểu cho cái giấc mơ của mình. À, giấc mơ của mình, à, nó cũng như thế, nó bị tác động rất nhiều phía. Màn hình mà đang xem này mà xét đánh một cái là tự nhiên là là mất, à, hay là bị nhiễu luôn, hay là có một cái máy phát từ trường nào nó mạnh, nó ở bên cạnh là bị nhiễu luôn. Đấy, màn hình bị nhiễu luôn, cũng thế đấy, để chúng ta hiểu hay là cái máy, cái tivi của mình nó có vấn đề thì màn hình cũng ảnh hưởng méo mó. đấy là thân đấy, thân thể của mình có bệnh ấy, nó báo lên cái màn hình đấy, không? báo màn hình. Đấy. thế rồi các cái kênh, các cái chip ở màn hình hay là các cái cái đường truyền của nó mà trục chặt nó cũng sinh ra màn hình hiện hiện lên tất cả biểu hiện trên cái màn hình. Đấy. thì cái giấc mơ của chúng ta cũng như vậy đấy. cái thời mà Đức Phật hay thời Nam đi tiên thì chưa có khoa wow, học công nghệ hiện đại như bây giờ không giải thích nó dễ như mình bây giờ nhưng mình bây giờ mình thấy được à, giấc mơ của mình giống như vậy đó giấc chiêm bao có nhiều biểu hiện khác nhau nhưng đa phần ảnh hưởng những ước mơ thầm kín của chủ nhân đấy cái này là cái ông phờ rớt ông nói đúng nghe không? những giấc mơ những ước mong thầm kín của mình hàng ngày không được bộc lộ ra không được thể hiện không được thỏa mãn thì nó đem vào trong giấc mơ để nó thỏa mãn đấy cũng vẫn là cái cái tôi cái ngã của mình đấy nghe không trong đời sống thường ngày họ có những nguyện vọng ước mơ những mong muốn không thể thực hiện được chính bởi những ràng buộc áo cơm sự cấm đoán của luân lý đạo đức vân vân không đáp ứng được trong đời sống mà chúng tái hiện trong giấc mơ tâu đại vương đấy, thì ông Vương nói là hay lắm giấc ngủ sâu quá thì không biết gì tỉnh quá thì giao tiếp với thế giới thường nhật rồi vậy chiêm bao chỉ xảy ra ở khoảng giữa hai tình trạng ấy điều này rất đúng ông khẳng định cái điều này là đúng đó ông vua nói tiếp tóm lại khi mà thức tâm ý lăng xăng chuyện này chuyện kia nên chiêm bao không thể đến được à, thì na tiên nói đúng vậy ví như một vị tỳ kheo phá hủy tránh mạng thanh tịnh không nuôi mạng chân chính sống thân cận với bản ác chuyên hành những trược hạnh rời khỏi sự tinh cần lười biếng ham mê ham ăn ham ngủ thì pháp trợ bồ đề sẽ không bao giờ đến được với họ. À, tương tự như thế, người có làm việc ác hoặc tâm ý lăng xăng, nghĩ ngợi lung tung hoặc óc não làm việc nhiều, lo toan mưu tính thì đêm thường khó ngủ, chiêm bao mộng mị nhiều, thật khó khăn để có được một giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu, trọn vẹn, đóng sáu cửa để ý thức được chìm vào hữu phần tâm tâu đại vương. Đấy. Ở đây Na tiên nói thêm. À, để có cái giấc ngủ ngon à, thì nó phải như thế nào? Đấy, nếu mà cái người mà thường à, tạo những cái ác nghiệp và rồi tham vọng nhiều, tính toán nhiều thì cũng khó có những cái giấc ngủ ngon. Đấy, không có giấc ngủ ngon. Ông Vương nói rất rõ vậy, dường như đại đức cố ý phân chia giấc ngủ ra làm ba giai đoạn, đoạn đầu, đoàn giữa và đoạn cuối, phải không? Thì Na Tiên nói đúng thế. Đó. đoạn đầu là lúc chuyển từ giai đoạn đang thức sang giấc ngủ đấy là tâm trạng lờ đờ mệt mỏi và ngáp cơ thể mệt nhừ muốn nằm và muốn ngủ đoạn thứ hai tuy nằm ngủ mà vẫn còn nhận biết thế giới xung quanh nghĩa là có ngủ nhưng vẫn còn chút thức ngủ mà ý thức chưa hoàn toàn đóng cửa giai đoạn cuối là lúc ngủ ngon ngủ sâu ý thức chìm hẳn vào trong dòng tâm hữu phần Đó thì ông Vương nói cảm ơn đại đức thế cái trạng thái ngủ một chút chút ấy nói cụ thể là như giấc ngủ của con khỉ nó làm cho phát sinh chiêm bao và rõ ràng sự kiện chiêm bao ấy là không tốt vậy người tu hành ý nói là bậc chân tu có tinh cần có giới hạnh sẽ đối trị với nó ra sao Nghe không? ông vua minh an đảo ông hỏi vậy thì cái dạng mà cái dạng ngủ mà mơ mơ màng màng chút chút như con khỉ đấy đại chúng thấy con khỉ nó cũng ngủ nhưng con khỉ nó ngủ rất là ít mà rất tỉnh. Nó nằm nó ngủ một tí thôi xong nó lại tỉnh ngay. Mơ mơ màng màng Nghe không? Đấy, nó ngủ như thế. Thế thì ở đây ấy, cái này nó có thể là những cái không tốt đối với người tu hành thì ông vua mê La Đà ông hỏi vậy, cái bậc tu hành có tinh cần có giới hạnh thì đối trị với cái loại giấc mơ này thế nào? Thì Na Tiên nói câu hỏi của đại vương hay lắm. Muốn đối trị với nó cần thiết phải trang bị những thứ khí giới sau đây. Đó là tỉnh thức là chính niệm kiên trú ở trong trong pháp phải chính niệm tỉnh thức và đặt tâm ở trong pháp kiên tâm kiên trú trú tâm ở trong pháp Đấy. khi làm được thế hành giả không bị chi phối bởi ngoại cảnh bên ngoài và những tư tưởng ý niệm khởi động bên trong tâm được an chỉ tuy nhiên từ an chỉ dễ đưa đến nhất hành nhất hành này tương tự như nhập vào dòng tâm thức hiếu phần vì ấy không nhập vào nhất hành mà quán chiếu để thấy rõ vô thường khổ não và vô ngã và đắc được thánh quả như thế rõ ràng vị ấy không phải ngủ mà cũng chẳng phải thức cũng chẳng phải ngủ như giấc ngủ của con khỉ tâu đại vương cho nên một vị tu hành nếu mà thực hành chính niệm tỉnh giác hay là tỉnh thức và chú tâm ở trong pháp thì sẽ ít bị những cái giấc mơ như thế này, vì ấy có thể chứng đắc được thánh quả, nghe không? chứng đắc được thánh quả. Đấy, nên là đối với người tu. Thế còn nếu mà người tu mà mơ mơ màng màng nhiều, thì đúng là cũng khó, khó mà thành tựu được đạo quả. Cho nên đối với người tu thì cái pháp chính niệm, tỉnh thức, tỉnh giác này rất là quan trọng. Ông Vua mới nói vậy khi chính niệm tỉnh thức kiên trú trong pháp, rõ ràng vị ấy đang còn thức mà Na tiên nói tâu đại vương thức nhưng không như cái thức của phàm nhân là bị chi phối bởi mọi cái ồn nào, phức nhiễu ở xung quanh nên không thể gọi là thức một cách bình thường được. Ông vua lại hỏi, nếu vị ấy không nhập vào hữu phần tâm, tức là còn đang ở trong giai đoạn thứ hai, nghĩa là ngủ chút chút như con khỉ thì rõ là vị ấy sẽ phải chiêm bao chứ. Yeah. ông thắc mắc. Na Tiên nói, tuy không nhập vào dòng hữu phần tâm nhưng vì ấy không mơ màng, không ngủ chút chút như con khỉ, vì ý thức đã yên lặng, tâm đã an lạc. Do vậy vì ấy không có chiêm bao Tâu đại vương. Nha. Đấy thế thì với cái bậc tu hành ấy mà biết tu mà tu đúng phương pháp thì sẽ không ở cái tình trạng mơ mơ màng màng nha. Vì ấy sẽ tỉnh nhưng mà tâm thức nó lặng, cái ý thức nó lặng nhưng mà lại không phải là nó chìm và trong cái, cái hữu phần tâm như thế nó là cái trường hợp đặc biệt Đó. thế thì na tiên nói tiếp các ngài chính niệm tỉnh thức ở giai đoạn 1, an lạc vắng lặng ở giai đoạn 2, nên đi vào giấc ngủ ở giai đoạn 3 rất dễ dàng Đấy, nói đến các cái bậc tu hành thiền định hoặc các bậc thánh nhân thì các ngài ở giai đoạn 1 là an lạc giấc ngủ chia ba giai đoạn giai đoạn một giai đoạn hai giai đoạn ba thì giai đoạn một thì các ngài là an lạc giai đoạn hai là vắng lặng và đến giai đoạn ba là vào trong giấc ngủ ngủ mà tỉnh thức đấy là khó đấy. thế cái này phải có vào cái kinh nghiệm tu hành theo đại chúng mới biết là ngủ mà lại vẫn tỉnh thức nên chư phật là như vậy các bậc thánh cũng cơ bản là như vậy các ngài nằm ngủ đúng là có ngủ nhắm mắt thật nhưng mà các ngài rất là tỉnh tỉnh thức chứ không phải là như mình vẫn nói là bảo anh này anh ngủ say nhưng mà anh tỉnh lắm không phải đâu các ngài tỉnh thật sự đó là cái lạ nha yeah. đấy là cái điều rất lạ của bậc thánh thì ông vua hỏi vậy có khác giấc ngủ ngon của kẻ phàm nhân không ở đại đại đức na tiên đáp không khác nhưng mà phàm nhân lâu lâu mới có được cái giấc ngủ ngon như thế vì họ còn mộng mị chiêm bao còn bậc thánh nhân bao giờ cũng ngủ rất ngon và không bao giờ chiêm bao nữa nghe không cho bậc thánh thì khi đã ngủ các ngày ngủ rất là ngon lành, an lành, nó khác. nha yeah. Ông vua ông nói hay thật, khi thức thì không phải thức, khi ngủ không phải ngủ. Ở chỗ chiêm bao mà không phải chiêm bao, bao giờ cũng an lạc, vắng lặng, ngủ lúc nào cũng ngon. Thật là hạnh phúc tuyệt vời trên cõi trần này, thưa Đại Đức. <laughs> à. là ông tán thán, đây là cái phẩm chất của một bậc thánh. nha yeah thực sự đấy ở đây chúng ta mà ai mà một thời gian khó ngủ mới thấy khổ phải đi mua thuốc ngủ mới thấy khổ Nghe không, không ngủ được rất khổ hay là ngủ mà mộng mị liên miên rất mệt mỏi không có được một giấc ngủ ngon lành an lành một giấc ngủ an lành nó tái tạo cơ thể nó làm chúng ta khỏe mạnh minh mẫn rất nhiều cái sức lao động sáng tạo của mình nó tăng lên rất nhiều cho nên giấc ngủ rất quan trọng thưa đại chúng người ta nói rất 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 là quan trọng à, à nhất là những cái người tuổi cao rồi làm sao có được cái giấc ngủ tốt thôi. không cần ngủ nhiều nhưng mà ngủ thật chất lượng đấy. thế thì cái này chúng ta thấy khi mà tu hành bậc thánh ấy, thanh lọc tâm rồi vào wow. những cái cái ngoại cảnh ấy nó chi phối vào tâm của các ngài rất ít cho nên tâm của các ngài khi mà ngủ nó vẫn rất là an lành rất là tỉnh thức ngủ mà tỉnh thức đấy thưa đại chúng thế cho nên nói nói các bậc thánh nói chư Phật ngủ cũng được mà không ngủ cũng được à? ngủ mà không phải là ngủ đấy nó như vậy đấy cái này là chúng ta vào tu tập có tu tập mà có một chút kinh nghiệm thì cũng cảm nhận được rất rõ cái điều này rất là rõ cái điều này đấy là sự thật không phải là kinh sách là, là bịa ra như thế đâu mà đấy là lẽ chân thật đấy là cái, cái hạnh phúc của bậc thánh cái an lạc của bậc thánh là như vậy thế thì kính thưa này chúng qua cái bài kinh này bài kinh này nói về cái giấc mơ về chiêm bao Thì chúng ta thấy được cái cơ chế để xuất hiện cái chiêm bao Nghe không? nó đến từ rất nhiều nguồn nguồn thân nguồn tâm từ thọ tưởng hành thức từ chư thiên quỷ thần từ cái thế giới ngoại lai tác động đến chúng ta để chúng ta xuất hiện những cái giấc mơ rồi từ những cái chủng tử trong kiếp trước của mình hoặc trong quá khứ mình đã làm nó cũng biến thành giấc mơ cho chúng ta và bây giờ thì cái chuyện mà giải mộng đoán mơ này nhiều lắm nhất là mấy cái vị mà đánh lô đánh đề đấy suốt ngày hôm nay mơ con gì rồi cái gì của các vị cũng vận cũng tính toán ra để ra con số gì để để mà đánh đấy. cái chuyện suốt ngày chiêm bao mộng mị À, thế thì thưa đại chúng chúng ta thì người tu hành biết rõ cái cơ chế hình thành giấc mơ nghe không? để chúng ta làm sao chúng ta sẽ à, tu tập để chúng ta sẽ có những cái giấc ngủ ngon sống điều hòa à, rồi làm những việc tốt đẹp chúng ta không tạo ác nghiệp vì ác nghiệp khi tạo nên thì nó đều tạo ra những cái cái quả báo ác và quả báo ác đều biến thành những giấc mơ ác những kẻ mà giết người đấy có bao giờ ngủ ngon đâu thưa đại chúng đấy kẻ giết người rồi ngủ rất là không ngon rất hoảng sợ và đến nỗi anh sợ quá cũng phải ra ra tử thú ra đầu thú đấy hoặc là oan hồn đấy đã ma đấy nó về nó hành cho ngủ là thấy sợ ngay đấy, đấy là chuyện thật thế sao bảo là không có ma nghe không? không ma sao được đấy nó tác động vào tâm thức chúng ta đấy tác động tâm thức chúng ta khiến chúng ta hoảng loạn lên ngủ mơ rất sợ hãi hay là những loài ác quỷ nó có thể đến nó, nó tác động nó biến cho chúng ta thành những giấc mơ rất sợ ông vua a xà thế mà sau khi ông giết cha đấy thì ông liên tục ông bị ác mộng ông ngủ ông liên tục gặp ác mộng ông rất sợ mặc dù trước đó là ông hùng dũng ghê gớm lắm dám bắt nhốt vua cha rồi ác hại vua cha rất ghê thế mà đến khi mà ông ngủ ông liên tục cũng bị ác mộng cũng sợ Ngày sau ông phải đến ông sám hối với phật đấy thưa đại chúng đấy thế thì chúng ta thấy thì nói là giấc ngủ giấc mơ của chúng ta cũng là một phần đời sống của chúng ta nó cũng chiếm một cái thời lượng thời gian cũng không phải là nhỏ lắm đâu trong đời sống của chúng ta làm sao chúng ta có những giấc mơ đẹp cuộc sống mình được an lành và thì muốn để như vậy thì chúng ta phải thực tập các cái thiện pháp và wow. nghe lời Phật dạy, nghe pháp của Phật dạy cũng giúp cho tâm hồn chúng ta nó được, được trong sáng, được an lành. rồi chúng ta thực hành lời Phật dạy, thực hành thiền pháp chúng ta cũng được những cái an lành. gieo những hạt giống tốt đẹp ấy vào trong tâm thức mình, thì nó sẽ biến thành những giấc mơ đẹp cho ta. Nghe không? nó sẽ nó trổ ra quả đẹp nó đúng thôi. đấy, đây là chúng. và trong cái bộ kinh đại thừa kinh kim cương đó, thì đức phật cũng lấy giấc mơ ra để dạy chúng ta tu đấy thưa đại chúng cái bài kệ kết của kinh kim cương là gì đức phật dạy chư tăng nên thì kheo công quan sát này nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán tất cả cái pháp hữu vi đều như mộng như giấc mộng là mơ đấy như huyễn như bọt như bóng à, Đấy. chúng ta tập có con mắt nhìn cuộc đời nhìn các cái pháp hữu vi này như trong giấc mộng vậy cho nên giữa đời thực và giấc mộng thật sự nó có cái những cái rất giống nhau rất giống nhau từ đại chúng bản thân thầy thái minh thì cũng ứng dụng giấc mơ để mà, mà tu đấy rất nhiều chúng ta thấy trong giấc mơ của mình có nhiều lúc đang đi với cái người thế này mà tự nhiên người ta biến luôn thành người khác lúc nào không hay đang đi với anh A mà đi một hồi thì anh A biến thành anh B thế thì chúng ta thấy ở đời thật chúng ta có thấy thế không bạn mình ấy, rõ ràng trước đây là bạn rất tốt mà sau đó trở thành người trở mặt luôn thế đấy có phải là thành anh A thành anh B không khác nhau luôn thôi biến luôn một con người thay đổi đấy. đấy, như vậy để chúng ta thấy cuộc đời trong mơ nó cũng thế và thực sự lấy giấc mơ để chúng ta giải lý giải về về cuộc đời rất là hay nó như vậy ừ. sự thật và chúng ta biết là chúng ta là chủ nhân của giấc mơ thì chủ nhân như thế nào nó sẽ biến ra cái giấc mơ như vậy nè chủ nhân ra sao thì giấc mơ như vậy giấc mơ của mình nó cũng giống như là cái y báo của mình ấy, thế cuộc đời này cũng thế, chúng ta như thế nào thì cuộc đời sẽ ứng xử với chúng ta như vậy, nó sẽ đối xử chúng ta y như vậy đó, nó đáp lại chúng ta như thế. Cho nên chúng ta muốn có những cái gì đấy tươi đẹp thì bản thân chúng ta phải thay đổi chính mình, thay đổi chính mình, thay đổi chính mình và thay đổi chính mình là căn bản của sự tu học Phật. Chúng ta chuyển chính báo y báo sẽ chuyển đấy là sự thật và chúng ta phải tin chắc cái điều này vì mọi cái cảnh giới này đều là của mình hết á là đối với mình hết á có hả cảnh giới xung quanh ta là đối với ta và mỗi người có một cảnh giới khác nhau chúng ta gọi là hoàn cảnh khác nhau là vì nhân duyên của người đó khác nghiệp quả của người đó khác đó. Vậy chúng ta chuyển cái chính nhân này, gọi là chính báo này, thì cảnh giới sẽ chuyển. Và Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ, cũng là âm sư của Thầy, cũng có một bài thơ về mơ, tựa đề của bài thơ là mộng. Mộng tức là mơ, rất hay. Thầy xin đọc để tặng đại chúng. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng ghi lời mộng nhắn khách mộng biết được mộng tỉnh cơn mộng bài thơ bài thơ câu nào cũng có chữ mộng hết nha gá thân mộng ngài coi như chúng ta gá vào cái thân này cái thân này là thân mộng cái thân đang trong mộng đấy dạo cảnh mộng cảnh này là cảnh mộng nói thế thôi cảnh này thật ra cũng là cảnh mộng thôi trần gian cũng là giấc mộng thôi mà dài trăm năm bảy tám mươi năm gá cái thân mộng đi dạo trong cái cảnh mộng này mà khi mộng tan rồi thì cười vỡ mộng nghe không? Đấy. ngài tu tập khi tan cơn mộng thì cười nó cười vỡ mộng bây giờ lại ghi những lời mộng nói những lời mộng để nhắn cho những vị khách mộng này mọi người hãy biết mộng đi, biết đây là giấc mộng đấy, mau mau tỉnh cơn mộng này đi. Bài thơ rất ý nghĩa, mà hòa thượng là rút bài thơ này từ bài kinh kim cương ra đấy. Khi hòa thượng nghiên cứu kim cương, kết của bài kinh kim cương là chữ mộng, nè. nên chúng ta cũng thường quan sát cuộc đời cũng giống như giấc mộng vậy. và wow. giấc mộng chúng ta đẹp xấu là do chính chúng ta là chủ nhân tạo ra giấc mộng ấy. vậy chúng ta phải bằng tất cả những cái việc tu tập à học pháp tu tập tốt đẹp làm tất cả những cái điều tốt đẹp để cho giấc mộng cuộc đời chúng ta nó được đẹp nó không đau khổ thường an vui Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn và an lạc